chị đã hai lần vấp ngã thì chị có nghĩ rằng là có một cái tình yêu thực sự? Nói thật đó, nếu mà anh hỏi Duyên câu này chỉ có vòng 5 năm trước thôi, Duyên sẽ nói có. Duyên với cô bạn cãi nhau hoài, Duyên nói phải có tình yêu vĩnh cửu chứ. Phải có những cái tình yêu mà tuyệt đẹp, nghĩa là như một cái giấc mộng đó. Nhưng mà tới bây giờ đó thì Duyên không chắc anh ơi. Chương trình Nói ra đừng sợ phát sóng trên Fansipan TV vào lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần.